Hàng năm, cây tiêu mang về cho đất nước hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều địa phương phát triển nhanh nhờ cây tiêu. Hàng vạn hộ dân trồng tiêu trở nên giàu có, hạnh phúc và sung túc. Bí quyết đó chính là sự quan tâm, chăm sóc vườn tiêu một cách đặc biệt. Chọn phân bón đúng loại, bà con nông dân trồng tiêu an tâm, năng suất đảm bảo, đời sống vui hơn. Đầu trâu hồ tiêu kinh doanh, tăng năng suất, tăng niềm vui.